Thử đi chị. Bánh AFC mới, giòn tan, ngon khỏe không ngần ngại. AFC, ăn vặt phải chất. Mình thử Oreo mới đi bố. Xoay nào. Mềm quá. Rồi mình nếm và chấm. Còn dai dai nữa. Oreo Chocolate Pie, mềm ngon khó cưỡng. Nghiên cứu lâm sàng trên 700 bệnh nhân so sánh hiệu quả thuốc hoạt huyết nhất với Ginkgo Biloba, nổi tiếng thế giới của Pháp, đã được Bộ Y tế nghiệm thu. Kết quả, thuốc hoạt huyết nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba của Pháp trong điều trị mất ngủ, chóng mặt, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Hoạt huyết nhất còn điều chỉnh rõ rệt huyết áp, làm giảm huyết áp với người huyết áp cao, làm tăng huyết áp với người huyết áp thấp. Thuốc hoạt huyết nhất tăng cường máu lên não, điều trị mất ngủ, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chỉ, điều trị đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Ở nhà khó quá, khó quá. Nhiều đồ muốn mua. Shopee. Lên app shop đi ngay. Shopee. Mua gì cũng rẻ. Free ship tận nhà. Ở nhà không khó, ship shop đi lo. Mọi người ơi, an tâm ở nhà đi nhé. Ship shop đi lo. Theo thời gian, buồng trứng dần suy thoái khiến nội tiết tố suy giảm, làm kinh nguyệt thất thường, bốc hỏa, đổ mồ hôi nhiều, khô hạn, suy giảm sinh lý, sợ gần chồng, dễ mắc bệnh phụ khoa, tim mạch, mất ngủ, chóng mặt, đau đầu, da khô nhăn, sạm nám, tóc sơ giòn, gãy rụng, dễ tăng cân, căng thẳng, cáu bẩn, mệt mỏi. Từ công thức gia truyền uy tín, tụ nữ nhất giúp cơ thể sản sinh estrogen một cách tự nhiên, làm hết bốc hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ, mệt mỏi, giảm khô hạn, cải thiện sinh lý, hạnh phúc vợ chồng, giúp da mịn màng, tóc mượt mà, tinh thần vui trẻ. Tụ nữ nhất. Sản phẩm không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Hàng triệu mẹ đã tìm ra giải pháp miễn dịch khỏe, vượt mùa dịch bệnh. Colos Baby, ứng dụng độc quyền sữa non Colos IGG 24 giờ, nhập khẩu miễn bởi Vita Dairy. Cho bé miễn dịch khỏe. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong. Điều hòa Panasonic với công nghệ Nano EX, phòng chống Covid hiệu quả. Trong phần sau, một Bolivia, tuyển Paraguay tạm chiếm ngôi đầu bảng A Copa America. Xóa sổ đường dây tàng trữ vận chuyển trái phép ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Chỉ cần một kết quả hòa trước đội chủ nhà UAE trong trận đấu lúc 23 giờ 45 phút đêm nay, thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi tiếp vòng trong với tư cách là đội dẫn đầu bảng G. Tuyển Việt Nam từng đánh bại UAE ở lượt đi hồi tháng 11 năm 2019 với bàn thắng duy nhất của Tiến Linh. Tuy nhiên ở trận lượt về này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được dự báo sẽ gặp khó khăn hơn nhiều vì UAE không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn đang sở hữu hàng tấn công mạnh mẽ. UAE đã chiến thắng 3 trận vừa qua với tổng cộng 12 bàn thắng. Hơn nữa, tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên Park Hang-seo do đã nhận 2 thẻ vàng trước đó. Trận đấu tới đây sẽ rất khác biệt vì UAE đã cải thiện rất nhiều. Mà dù vậy, đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ lợi thế và chúng tôi sẽ nỗ lực như những gì làm được ở trận lượt đi. Mục tiêu của tuyển UAE là giành trọn 12 điểm ở 4 trận lượt về và họ cần thắng tuyển Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ này. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong những đội tuyển có hàng thủ tốt nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi chỉ mới nhận 2 bàn thua sau 7 trận. Tuyển Argentina đã thi đấu trận ra quân tại Copa America 2021 không như mong đợi. Dù có sự góp mặt của Lionel Messi, nhưng Argentina vẫn phải chia điểm trước đối thủ Chile. Messi mở tỷ số từ một tình huống đá phạt hiểm hóc, nhưng nỗ lực của anh lại bị bỏ phí vì những sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 57, Nicola Tagliafico phạm lỗi với Arturo Vidal trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Chile hưởng quả phạt đền. Cú đá từ chấm 11m của Vidal bị cản phá, nhưng Edu Vargas có mặt kịp thời, đá bồi, gỡ hòa một đều cho Chile. Chúng tôi đã chơi thiếu tập trung, chúng tôi có lợi thế dẫn trước nhưng không giữ được khả năng cầm bóng. Bàn penalty đã thay đổi cục diện trận đấu rõ rệt. Messi cùng với huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina cũng đã than phiền về chất lượng sân đấu ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của họ. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Paraguay mở màn giải đấu bằng trận gặp Bolivia. Edwin Saavedra mang về bàn thắng đầu tiên cho Bolivia ở phút thứ 10 trên chấm 11m. Cuối hiệp 1, Bolivia còn lại 10 cầu thủ, do Jaime Cuella nhận thẻ vàng thứ 2. Alejandro Romero quân bình tỷ số ở phút 62, trước khi Angel Romero lập cú đúp đưa Paraguay lội ngược dòng với chiến thắng 3-1. Paraguay tạm thời dẫn đầu bảng A với 3 điểm đầu tiên, theo sau lần lượt là Argentina và Chile.
Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp các trận đấu của giải Copa America 2021 trên các kênh HTV7 và HTV Thể thao. Kính mời quý khán giả cùng đón xem. Chuyển sang thông tin khác thưa quý vị. Loạt trận đấu tại vòng chung kết Euro 2020 sẽ tiếp tục diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai. Trận đấu được trông chờ nhất ở bảng tử thần F là màn so tài giữa đội tuyển Đức và nhà vô địch World Cup Pháp. Tuyển Pháp đã bất bại trong 5 lần đụng độ tuyển Đức và giành chiến thắng 4 trận quốc tế gần đây nhất mà không để lọt lưới bàn nào. Trận đấu tới đây được xem là màn tái đấu giữa Pháp và Đức trong trận bán kết Euro 2016 mà thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps đã giành chiến thắng 2-0. Chúng tôi vẫn luôn nhớ rõ những màn so tài Pháp-Đức. Họ đang cố xây dựng lại đội bóng với những cầu thủ đang thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tôi cho rằng sẽ gặp khó khăn trong trận mở màn. Tuyển Đức hiện có phong độ không thực sự thuyết phục khi chỉ thắng một trận giao hữu trước Latvia, còn lại là một trận thua trước Bắc Macedonia trên sân nhà và hòa nhọc nhằn trước Đan Mạch. Chúng tôi vẫn là một đội bóng có chất lượng và sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Chúng tôi quan trọng sức mạnh của tuyển Pháp nhưng không muốn bị nhìn nhận dưới cơ họ. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở Munich. Ở trận đấu còn lại của bảng F, Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Euro trước đối thủ Hungary. Lá thăm may rủi đã đưa Pháp, Đức và Bồ Đào Nha nằm chung một bảng. Như vậy, ít nhất sẽ có một trong ba ông lớn này buộc phải dừng bước sớm ở vòng bảng. Tất nhiên, họ hiểu rõ hoàn cảnh khiến các trận đấu tới trở thành những màn so tài sống còn. Chiều nay, Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây tàn trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, tại đường Võ Văn Kiệt, phường 7, thành phố Sóc Trăng, công an kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng Âu Tam Thuận và Trương Thị Mai Hương phát hiện trên xe có 300 gram ma túy dạng đá. Khám xét nhà của hai đối tượng này tại thành phố Hồ Chí Minh, công an tiếp tục thu giữ thêm 3 viên nén và một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khám xét nhà Lưu Thị Tuyết, ngụ phường 6, thành phố Sóc Trăng, phát hiện 71 gram ma túy các loại và thu giữ tại nhà của Võ Thị Thùy Trinh tại phường 5, 56 gram ma túy dạng đá và cỏ mỹ. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối thứ ba ngày 15 tháng 6 sẽ gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 1 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam. Số vaccine này được Nhật Bản hỗ trợ trực tiếp cho Việt Nam mà không qua các cơ chế hợp tác quốc tế. Các ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng, dịch bệnh vẫn đang lây lan âm thầm trong cộng đồng. Ngành y tế thành phố gấp rút triển khai nhiều phương án để có thể khống chế dịch bệnh. Nga sẵn sàng tìm kiếm sự hợp tác trong bất đồng với Mỹ vì lợi ích của cả hai nước, tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Thụy Sĩ vào ngày mai. Thưa quý vị,